Amber Heard thất thế trước Johnny Depp đối diện án phạt nào? Phiên tòa xử vụ kiện của Amber Heard và Johnny Depp đang đi vào những ngày cuối. Thế cờ đang tạm thời nghiêng về tài tử sinh năm 1963. Nếu thua kiện, Amber Heard cũng chỉ bị phạt tiền vì đây là vụ án dân sự. Dễ nhận thấy lời khai từ đội ngũ nhân chứng của ngôi sao Aquaman có phần thua kém phía Johnny Depp về độ uy tín và tính giá trị. Các nhân chứng của nữ diễn viên gồm em gái Whitney Henriques, dàn bạn thân, nhà sản xuất Io Taylor-Grice, Bruce Wickin, Pennington, diễn viên Ellen Barkin. Điểm chung trong lời khai của họ đều tập trung vào việc Depp nghiện ngập, nóng nảy, dễ ghen tuông và bạo hành Heard. Những chi tiết này không phải là mới, thậm chí từng được nhắc đến trong những vụ kiện trước đó giữa Depp và Heard. Ngược lại, dàn nhân chứng của Depp khá hùng hậu, gồm các chuyên gia, bác sĩ, luật sư, cảnh sát. Với vị thế trách nhiệm nghề nghiệp của họ, tính pháp lý, độ chuẩn xác trong từng lời khai vì thế sẽ cao hơn. Vì vậy, ở góc độ nào đó, các thành viên trong bồi thẩm đoàn chắc chắn sẽ dành sự tin tưởng trước lời khai của các nhân chứng bên vực Depp. Đội ngũ pháp lý của Depp cũng nắm được những sơ hở trong lời khai của Heard, từ đó có cuộc tấn công mạnh mẽ và trực diện. Thông qua các nhân chứng, họ lột trần những cáo buộc dối trá từ phía đối phương. Cụ thể, Heard tố cáo Depp là người tìm mọi cách để đá cô khỏi bom tấn Aquaman, đồng thời cho rằng việc vướng vào rắc rối với chồng cũ khiến cô gặp khó khăn khi tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu siêu anh hùng. Trước cáo buộc này, phía Depp mời chủ tịch Walter Hamada của DC Films để đập tan những lời lẽ của Heard. Người đứng đầu của DC Films cho rằng từng xem xét thay diễn viên đóng Aquaman and the Lost Kingdom vì Amber Heard diễn xuất yếu, tương tác kém với nam chính Jason Momoa. Xuất hiện thông qua video ghi hình sẵn, Hamada khẳng định lùm xùm kiện tụng liên quan đến Johnny Depp không là nguyên nhân khiến Heard có thể mất vai ở bom tấn siêu anh hùng. Ngoài ra, cũng trong phiên đối tụng, Depp cũng nói rõ việc anh từng gặp lãnh đạo của Warner Bros. Nhưng không phải tìm cách sa thải người bạn đời như lời Heard nói. Ngược lại, theo lời tài tử, anh đã thuyết phục họ nhận Heard vào dự án. Trong một diễn biến khác, khi nhân chứng của Heard là chuyên gia ngành giải trí, Kathleen Arnold cho rằng sự nghiệp của minh tinh chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi vướng vào vụ kiện với chồng cũ. Người này cũng so sánh thu nhập của Heard với loạt diễn viên khác như Jason Momoa, Ana de Armas, Gal Gadot, Jane Jada, Chris Pine và đưa ra kết luận rằng đường hướng sự nghiệp của Heard sẽ thăng hoa ra sao nếu không chịu sự tác động tiêu cực từ phát ngôn của Adam Roman, cựu luật sư của Depp. Ngay lập tức, Depp mời John Banya, chuyên gia đánh giá về thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để phản bác lại Kathleen Arnold. Người này nhấn mạnh Amber Heard không phải là ngôi sao hạng A, dù Aquaman 2018 thành công. Đồng thời, phía Heard không nên so sánh nữ diễn viên với minh tinh Gal Gadot, Zendaya, Chris Pine. Sự so sánh đó là khập khiễng vì dàn minh tinh kể trên đều nổi tiếng hơn Heard nhiều lần, theo chuyên gia John Banya. Thông qua các phiên thẩm vấn chéo, Depp và đội ngũ của anh đang tạo ra sự lấn át trước đối phương và giành những lợi thế nhất định, tạo sự thiện cảm trước công chúng. Chỉ còn một ngày, vụ kiện trị giá 50 triệu đô giữa Depp và Heard sẽ kết thúc. Khán giả đặt câu hỏi, liệu minh tinh hay tài tử sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý lần này? Theo tờ Los Angeles Times, chuyên gia phân tích sau khi luật sư của hai bên kết thúc phần trình bày, 7 thành viên trong bồi thẩm đoàn sẽ bắt đầu nghị án. Họ sẽ quyết định xem Heard có nói xấu Depp trong bài báo trên Washington Post vào năm 2018 hay không. Trong trường hợp họ nhận thấy Heard cố tình nói xấu chồng cũ, nữ diễn viên phải bồi thường thiệt hại cho Depp. Dù vụ kiện phỉ báng có trị giá 50 triệu đô, nhưng bồi thẩm đoàn là những người quyết định xem tài tử sẽ được nhận số tiền nhiều hoặc ít hơn. Ngược lại, nếu bồi thẩm đoàn nhận thấy Heard không cố tình nhắc đến chồng cũ trong bài báo, cô không phải chịu mức bồi thường. Vì đây là vụ kiện dân sự nên dù kết quả ra sao, Heard và Depp đều không đối mặt với cáo buộc hình sự. Trong vụ án dân sự, cá nhân hoặc tổ chức nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải chịu trách nhiệm về những hành vi gây hại hoặc sai trái. Nếu nguyên đơn thành công, họ sẽ được nhận chi phí bồi thường từ bị đơn. Các vụ án dân sự rất đa dạng, có thể là tranh chấp hợp đồng, trục xuất ai đó khỏi khu dân cư, cho đến thương tích do tai nạn xe hơi. Vụ án dân sự nhằm mục đích bồi thường cho người bị hại, không phải trừng phạt bị cáo. Nghĩa vụ chứng minh trong vụ án dân sự cũng nhẹ hơn so với vụ án hình sự. Trong vụ án dân sự, bồi thẩm đoàn chỉ cần quyết định một trong hai bên tranh chấp có khả năng cao hơn. Luật sư của nguyên đơn và bị đơn thường sẽ đưa ra tranh luận để đến mục đích cuối cùng là giành số tiền bồi thường. Trước khi bước vào nghị án, thẩm phán Penny Ascaret yêu cầu thành viên bồi thẩm đoàn không được đọc hoặc xem bất cứ thứ gì liên quan đến vụ án. Ascaret cũng nói trực tiếp với Depp và Heard, vui lòng không đăng bất cứ thứ gì lên mạng xã hội vào cuối tuần này. Vụ kiện giữa Amber Heard và Johnny Depp đã trải qua 22 phiên đối tụng, dự kiến kết thúc ngày 27 tháng 5.